Thưa quý vị, cuối giờ sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, Dato Tan Yang nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của ngài Đại sứ, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Malaysia. Bí thư Thành ủy thông tin đến ngài Đại sứ về những tiềm năng thế mạnh của Đà Nẵng đồng thời mong muốn ngài đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy xúc tiến hợp tác các lĩnh vực tiềm năng giữa đà nẵng với các địa phương của malaysia cũng như kết nối các doanh nghiệp nhà đầu tư của malaysia đến hợp tác đầu tư kinh doanh tại thành phố cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố đại sứ đặc mệnh toàn quyền malaysia tại việt nam dato tan giang thai đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa đà nẵng và các địa phương của malaysia hiện nay đà nẵng đã có đường bay trực tiếp đến thủ đô kuala lumpur của malaysia đây là điều rất thuận lợi để hai bên cùng nhau phát triển du lịch ngay đại sứ cũng kỳ vọng chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ cho những doanh nghiệp malaysia đến đầu tư vào đà nẵng góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên